chào các bạn nhỏ, các em đang cùng đến với chương trình Khoa giáo thiếu nhi của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Các em thân mến, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một tiết học STEAM. STEAM là phương pháp học được áp dụng đầu tiên tại Mỹ với đặc điểm cung cấp kiến thức toàn diện của 5 lĩnh vực: khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học. Điểm nổi bật của STEAM là kết nối liên hệ thông tin giữa các lĩnh vực vào trong thực tế. Các thí nghiệm, hoạt động thực tiễn thường xuyên diễn ra để các em có thể thảo luận, tự rút ra kết luận và ghi nhớ sâu sắc. Và trong chương trình Khoa giáo thiếu nhi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá về sự pha trộn của màu sắc các em nhé. Tất cả các con, cô xin tự giới thiệu, cô tên là Đinh Thị Dung, cô đến từ trường mầm non Galaxy. Ngày hôm nay thì cô xin mời tất cả các bạn sẽ cùng đến với tiết học STEAM của cô mang tên sự pha trộn màu sắc. Và trước khi vào giờ học thì cô mời các bạn hãy cùng theo dõi lên đây để cùng cô theo dõi một màn ảo thuật nhé. Chúng mình có muốn xem màn ảo thuật của cô không? Có. Vậy thì cô mời các bạn cùng quan sát lên đây nào. Chúng ta sẽ có 3 chai nước. Đây là 3 chai nước lọc, chúng ta sẽ đổ 2/3 chai. Các con có nhìn thấy chai nước của cô không có màu đúng không nhở? Bây giờ thì cô sẽ cùng với các bạn thử lắc chai nước này lên xem có những sự kỳ diệu gì xảy ra nhá. Chúng ta cùng đếm nào. 1, 2, 3. Cô sẽ lắc nha. Chúng mình có thấy chai nước của cô chuyển thành màu gì không? À đúng rồi, chai nước của cô chuyển sang màu đỏ đúng không nhở? Chai nước thứ hai, chúng mình sẽ cùng thử đoán xem sẽ có hiện tượng gì xảy ra nhá. Chúng mình sẽ cùng đếm nào. 1, 2, 3. Wow. Chúng mình nhìn thấy chai nước của cô chuyển sang màu gì đây? À đúng rồi, màu xanh dương. Tiếp tục, chai nước số 3. Cô sẽ lắc chai nước số 3 này lên nhá. Wow, chúng mình nhìn thấy chưa nhở? À, chai nước số 3 của cô có màu gì? À, chai nước số 3 của cô chuyển sang màu vàng. Các bạn có biết tại sao chai nước của cô lại chuyển màu không? À, chính vì là trên nắp chai của cô đã cho bột màu vào nắp chai của cô. Và khi mà đóng nắp vào và lắc lên thì các bột màu tan vào trong nước, làm cho chai nước của cô chuyển màu đấy. Bây giờ cô sẽ đổi chai nước màu nắp màu vàng sang chai nước màu đỏ nhá. Chúng mình sẽ cùng xem có hiện tượng gì xảy ra nào. Cô sẽ đổi nào. Đổi hai nắp chai vào với nhau. Và cô sẽ lắc lên. Chúng mình thấy chai nước của cô chuyển thành màu gì đây? À, màu cam đúng không? Như vậy là khi mà cô đổi nắp màu đỏ sang chai nước màu vàng thì chai nước của cô lại chuyển sang màu cam đúng không nhở? Tiếp tục, cô sẽ lấy nắp màu vàng, cô cho sang chai màu xanh lam. Chúng mình cùng xem có hiện tượng gì xảy ra nhá. Ta sẽ lắp thật chặt này, sau đó cô sẽ lắc lên này. À, như vậy là chai nước của cô chuyển sang màu gì nhở? Màu xanh lá cây đúng không? Đúng rồi, tiếp tục. Thứ ba, cô sẽ cho chai nước màu đỏ đổi lắp màu xanh dương. Chúng mình sẽ cùng lắc mạnh lên và thử xem chai nước của cô chuyển sang màu gì nhá. À, cô có màu gì đây các bạn nhở? Màu tím đúng không nhở? À đúng rồi, vậy thì khi mà cô đổi các nắp chai cho nhau thì các chai nước của cô đã đổi màu đấy. Khi cô đổi nắp màu đỏ cho chai màu vàng thì chai nước của cô chuyển sang màu cam. Khi cô đổi nắp màu vàng với chai màu xanh dương thì chai nước của cô sẽ chuyển sang màu xanh lá cây. Khi cô đổi chai nước màu đỏ với nắp chai màu xanh lam thì chai nước của cô sẽ chuyển sang màu tím. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ hai. Cô sẽ cho các bạn trộn màu để chúng mình sẽ cùng khám phá ra sự pha trộn màu sắc kỳ diệu như thế nào nhá. Trên tay cô là có 3 màu này: màu đỏ, màu vàng và màu xanh dương. Bây giờ cô sẽ cho các bạn sử dụng
mỗi bạn một chiếc đĩa và một chiếc bút lông. Nhiệm vụ của các bạn đó là chúng ta sẽ sử dụng 3 màu này và chúng ta sẽ tự sáng tạo ra các màu sắc mà mình yêu thích. Trước hết, cô sẽ dùng thìa sữa chua. Cô trộn màu đỏ. Cô đổ màu đỏ ra đĩa cho các bạn. Tiếp theo, màu xanh dương và màu vàng. Chúng ta sẽ dùng bút lông và chúng ta sẽ cùng trộn màu nhé. Trước mặt của chúng mình đó là cô đã chuẩn bị cho các bạn tất cả các dụng cụ để các bạn tự có thể pha trộn các màu sắc. Đây chính là bút lông. Ngoài ra thì các bạn còn có trước mặt là 3 màu cô đã chuẩn bị sẵn cho các bạn: màu đỏ, màu xanh lam và màu vàng. Và một cốc để các bạn rửa bút. Thứ nhất, các bạn sẽ cùng cầm bút lên nào. Chúng ta cầm bút, dùng bút bằng tay phải, các bạn cầm bút lên. Rồi, chúng mình đầu tiên chúng mình sẽ dùng tay chấm vào màu đỏ nào. Lấy bút chấm vào màu đỏ. Rồi, các bạn chấm vào màu đỏ, các bạn đặt màu đỏ xuống một chỗ khác, di chuyển sang một chỗ khác. Di chuyển sang một chỗ khác. Sau đó chúng mình rửa bút. Rửa bút. Chúng mình sẽ chấm vào màu vàng. Chấm vào màu vàng. Sau đó chúng mình sẽ trộn vào cái màu đỏ mà chúng mình vừa mới di chuyển ra ấy. Trộn vào màu đỏ và hòa trộn lên. Các bạn trộn lên nào. Trộn là chúng mình nhìn cô trộn. Đấy, trộn lên. Chúng mình thấy được màu gì chưa? Được màu gì nhỉ? À đúng rồi, được màu cam đúng không nhỉ? Lấy bút chấm vào màu xanh nước biển. Di chuyển sang một vị trí khác. Đặt bút xuống. Tiếp tục chúng ta lại rửa bút. Chúng ta sẽ chấm vào màu vàng nào. Chấm vào màu vàng. Chúng ta lấy màu vàng vừa chấm, chúng ta lại di chuyển đến chỗ màu xanh nước biển chúng ta vừa di chuyển qua và chúng ta sẽ trộn lên. Trộn lên. Trộn lên nào. Các bạn thử trộn lên sẽ được màu gì nào? À, rất tốt. Đó chính là màu xanh lá cây. Các bạn giỏi quá. Chúng mình trộn đều lên nha. Chúng mình trộn đều lên. Như vậy là chúng ta lấy màu vàng trộn với màu xanh nước biển thì được màu xanh gì? À, đúng rồi. Màu vàng trộn với màu xanh nước biển thì được màu xanh lá cây. Chúng ta lại rửa bút nào. Lấy bút của chúng ta chấm vào màu đỏ nào. Chấm vào màu đỏ. Chấm vào màu đỏ. Chúng ta lại di chuyển sang một vị trí khác. Các bạn lại rửa bút nào. Chấm vào màu xanh nước biển. Bây giờ chúng ta sẽ trộn màu xanh nước biển với màu đỏ với nhau. Chúng mình xem được màu gì nào. Trộn màu xanh nước biển và màu đỏ với nhau nào. Trộn màu xanh nước biển với màu đỏ lại với nhau. Được màu gì nhỉ? Ôi giỏi quá, chính là màu tím. Chúng ta được màu tím. Màu xanh nước biển với màu đỏ với nhau chúng ta được màu tím đấy. Bình thường thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ thường làm tranh bằng bút chì này, bút màu sáp này và bút màu nước. Nhưng chúng ta chưa bao giờ chúng ta được thấy làm bức tranh bằng sữa đúng không? Ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các bạn làm bức tranh bằng sữa nhé. Trong phần thí nghiệm làm bức tranh bằng sữa thì chúng ta cần chuẩn bị những đồ dùng như sau. Thứ nhất đó là sữa. Chúng ta có thể sử dụng sữa không đường. Thứ hai là một chiếc đĩa. Thứ ba là màu thực phẩm. Trên tay cô có rất là nhiều màu thực phẩm. Chúng ta có thể sử dụng càng nhiều màu sắc thì càng đẹp. Cô có màu xanh dương này, màu xanh lá cây này, màu đỏ này và màu cam. Ngoài ra thì chúng ta còn sử dụng dầu rửa bát nữa. Đây chính là dầu rửa bát của cô. Bước thứ nhất chúng ta sẽ đổ sữa ra đĩa. Cô có thể dùng kéo để cắt hộp sữa. Chúng ta có thể đổ sữa tràn ra lòng đĩa. Bước thứ hai chúng ta sẽ nhỏ màu thực phẩm vào trong đĩa. Chúng ta có thể nhỏ rất là nhiều màu.
ta sẽ nhờ màu để cho bức tranh của chúng ta thêm đẹp hơn. Và bước cuối cùng thì chúng ta sẽ dùng dầu rửa bát để chúng ta... Đây là dầu rửa bát. Chúng ta sẽ dùng dầu rửa bát và chúng ta sẽ nhỏ dầu rửa bát. Hoặc ngoài ra thì chúng ta có thể dùng bông tăm và chúng ta sẽ lấy bông tăm nhúng vào dầu rửa bát và chúng ta sẽ đặt vào giữa bức tranh. Nhưng mà chúng ta cũng có thể là sử dụng dầu rửa bát và nhỏ trực tiếp lên bức tranh của mình. Các bạn sẽ cùng quan sát hiện tượng nhé. À, chúng mình đã quan sát được chưa nhở? Khi mà cô cho dầu rửa bát vào thì bức tranh của cô đã bắt đầu chuyển động rồi các bạn này. Đấy, bức tranh của cô chuyển động rồi đấy. Chúng mình có biết tại sao mà khi cho dầu rửa bát vào bức tranh của cô lại chuyển động không? Bởi vì là dầu rửa bát khi mà cho vào sữa thì sẽ làm chuyển động sức căng của bề mặt sữa. Chính vì vậy mà các màu khi mà đã hòa tan vào trong sữa sẽ di chuyển theo sức căng của bề mặt di chuyển. Rồi thì các bạn đã được cùng cô quan sát, cô sáng tạo bức tranh bằng sữa. Sau đây thì cô xin mời tất cả các bạn sẽ cùng cô tự tay làm cho mình những bức tranh bằng sữa tuyệt đẹp nhé. Cùng nhau học bài về sự pha trộn màu sắc. Cảm ơn tất cả các bạn đã cùng theo dõi và tham gia tiết học của cô. Cùng hẹn gặp lại các bạn vào những tiết học tiếp theo nhé. Các em thân mến, qua chương trình ngày hôm nay chúng ta đã cùng tham gia vào tiết học team với các bạn nhỏ trường mầm non Galaxy. Hy vọng các em đã có những giây phút thật sự thoải mái và bổ ích cùng với chương trình ngày hôm nay. Và các bạn nhỏ thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình lần sau nhé. Tạm biệt các em.